sau này là hai vợ chồng mục tiêu là về hưu tuổi 30 nên tự ra kinh doanh lập nghiệp bên mảng nhà đất. Giờ em nghỉ hưu thì sao chị Mộc? Em nghỉ hưu thì chị sẽ mất cái người bạn mà đồng hành trong chương trình Vợ Chồng Son, và sau đó là người ta sẽ thay một cặp luôn á. Hiểu không, là chị cũng nghỉ hưu theo em luôn đó. 3 năm quen nhau, tụi con có một cái biến cố là con bị chấn thương cột sống, phải xin nghỉ việc và nằm một chỗ trong vòng 3 tháng không đi lại được, tại vì là bị chấn thương khá là nặng. Rồi nằm trong 3 tháng nằm liệt đó thì là Phụng là cái người mà chăm sóc cho con. Yeah. Rồi em yên tâm, có anh ở đây là anh sẽ có thể làm được tất cả mà. Có nhiều khi hai đứa ôm nhau mà khóc thì nói không biết tương lai sẽ ra sao. Khi mà thất nghiệp rồi bị chấn thương, mình tự nghĩ trong lòng có khi nào bị tàn phế suốt đời không? Chào cô chú, con tên là Nguyễn Lê Nhật Khoa, năm nay 32 tuổi, vợ chồng con đến từ Cần Thơ. Tụi con đang kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Wow, vậy đó hả? Và có làm thêm gì nữa không Khoa? Trước đây thì tụi con cũng có đi làm ở những công ty, tập đoàn của nước ngoài. Mà sau này là hai vợ chồng mục tiêu là về hưu tuổi 30 nên tự ra kinh doanh lập nghiệp bên mảng nhà đất. Bây giờ là chuyển qua tới vợ của Khoa nè. Dạ, con chào cô chú. Con tên là Bùi Mỹ Phụng, năm nay 31 tuổi, con và chồng cùng nhau kinh doanh. Trời ơi, về hưu tuổi 30, thông điệp dễ thương quá. Trong khi hai đứa mình á là bây giờ gần trăm tuổi. Hai cô chú cộng lại gần trăm tuổi mà chưa nghỉ hưu đó con. Chưa nghỉ. Thiệt là vậy. Thậm chí trong đầu chưa bao giờ nghĩ tới cái chữ về hưu. Tại vì về hưu là cạp đất mà ăn đó. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm mà nghỉ hưu tuổi 30 là của đứa nào? Của Phụng hay là của con? Cả hai đứa luôn. Có nghĩa là trong thời gian đi lập nghiệp rồi đi làm công ty thì nó cũng khá là vất vả, gặp nhiều cái trắc trở. Thì mình thấy là đi làm cũng phải phụ thuộc vào công ty, vào bị trói buộc, nên muốn là tuy là mình nói mình nghỉ hưu tuổi 30 thôi, nhưng mà bây giờ tụi con vẫn đang làm, cũng đang gầy dựng, nhưng mà cũng đã ổn định về tài chính. Từ nghỉ hưu tuổi 30 tức có nghĩa là các bạn không có làm công nữa mà muốn tự làm chủ chính bản thân mình. Đúng làm rồi. Chủ thời gian và mình có thể dạ, cùng đúng. Nhau làm. Giờ em nghỉ hưu thì sao chị Mộc? Em nghỉ hưu thì chị sẽ mất cái người bạn mà đồng hành trong chương trình Vợ Chồng Son, và sau đó là người ta sẽ thay một cặp luôn á. Hiểu không, là chị cũng nghỉ hưu theo em luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược về thời gian, hai bạn là gặp nhau trong trường hợp nào? Đầu tiên hai đứa gặp nhau vào năm 2013, vô tình là hai nhóm bạn đang đi chơi với nhau, trước đó không quen nhau hết. Thì hai nhóm đi chơi thì con thấy Phụng rất là dễ thương, rồi hoạt bát nên cũng đến xin số làm quen. Có nghĩa là năm 2013 con gặp Phụng và cái ấn tượng đầu tiên của con là con phái phái, đúng không? Còn Phụng thì sao? Dạ, ấn tượng đầu tiên của con về ảnh là như là một chàng mọt sách vậy. Ảnh đeo kiến, ảnh chải tóc 7-3, nhìn hơi mọt sách, hơi thư sinh. Con không có ấn tượng tốt cho lắm. Sau mấy lần ảnh cứ năn nỉ và con thấy ảnh có vẻ chân thành, có vẻ hiền cho nên con cho số. Nhưng mà cho số xong về ảnh nhắn tin thì con không có trả lời. Con chỉ định cho đại như vậy thôi, rồi không có định trả lời, cũng không có nghĩ là sẽ tiến tới mối quan hệ này đâu. Ủa Khoa ơi, em nhắn cho người ta mà người ta không trả lời mà em vẫn li lòm và em tiếp tục nhắn rồi làm đủ trò hết trơn vậy. Mình không gạt bỏ cô ấy đi để mình tìm một cái đối tượng khác thì mình cũng nghĩ là thôi, con gái thì thường hay làm neo vậy đó, bất quá tam. Mình nhắn đến lần thứ 3 rồi, nếu mà lần này không trả lời nữa thì chắc cũng không có duyên đến với nhau. Sau đó thì ảnh tấn công quyết liệt, sau đó con bắt đầu mới trả lời lại và thấy là hai đứa là sở thích rất là hợp nhau. Sau 3 năm quen nhau, tụi con có một cái biến cố là con bị chấn thương cột sống, phải xin nghỉ việc và nằm một chỗ trong vòng 3 tháng không đi lại được, tại vì là bị chấn thương khá là nặng. Đó do tai nạn hả hay sao? Do là dắt xe bị sai tư thế và nó bị thoát vị đĩa đệm. Wow. Với lại là do trong quá trình đi làm việc là ảnh đã phải di chuyển đi công tác quá nhiều, cho nên cái cột sống cũng đã bị ảnh hưởng một phần rồi. Rồi nằm trong 3 tháng nằm liệt đó thì là Phụng là cái người mà chăm sóc cho con. Tại sao Phụng lại có một cái điều gì đó đặc biệt để mà đến mà chăm sóc ảnh? Trong quá trình quen nhau thì con và ảnh cũng đã xác định là hai đứa rất là yêu thương nhau rồi. Khi mà ảnh bị chấn thương là lúc nào trong đầu con cũng nghĩ là mình phải kề cạnh để chăm sóc cho ảnh. Hai đứa đi làm phụ thuộc vào lãnh lương hàng tháng, bây giờ ảnh lại nằm một chỗ, con thì cũng phải nghỉ việc để chăm sóc ảnh, như vậy là con cũng thấy rất là nản chí. Nhưng mà trong thời gian đó ảnh lại là người động viên ngược lại, khích lệ con, nói là anh sẽ không sao đâu, rồi anh sẽ phục hồi, rồi em yên tâm, có anh ở đây là anh sẽ có thể làm được tất cả mà. Có nhiều khi hai đứa ôm nhau mà khóc thì nói không biết tương lai sẽ ra sao. Khi mà thất nghiệp rồi bị chấn thương, mình tự nghĩ trong lòng có khi nào bị tàn phế suốt đời không. Đúng nhưng rồi. Mà mình nghĩ là nếu mà mình không giật dậy, không động viên cái người bên cạnh mình, làm sao có thể cùng nhau cố gắng. Khi mà thấy có Phụng chăm sóc rồi động viên mình á, thì mình cố gắng vượt dậy, mà sau 3 tháng thì là nịch lưng để đi xin việc làm. Mà trong 3 tháng đó là tiền đâu mà hai đứa xài, giờ Phụng cũng phải nghĩ để chăm cho con. Dạ, dạ. Trong 3 tháng đó là tụi con xài bằng tiền tích góp được từ những cái năm trước đó đi làm á. Ví dụ như nếu mà làm 30 triệu thì tụi con chỉ xài khoảng 6 triệu thôi. Còn lại là chi
phí kia là để dành để làm vốn. Rõ ràng là hai bạn này vẫn có một cái dự trù kế hoạch cho tương lai từ những cái ngày đầu mà yêu nhau đúng không? Dạ, một cái sự quyết tâm. Đúng rồi, lúc trẻ đã như vậy rồi. Thế thì 3 tháng đó là có xài hết cái tiền mà tích lũy không? Dạ không, tụi con cũng ráng tiết kiệm. Vẫn còn đúng không? Dạ, vẫn còn. Rồi. 3 tháng là con quay lại công việc cũ hay là con tìm công việc mới? Con tìm một công việc mới gần nhà. Có thành công không? Công việc đó là mình chấp nhận, là trước đây là con đã từng làm quản lý và trưởng phòng kinh doanh, thì sau này qua làm thì mình phải chấp nhận vào xuống vị trí nhân viên kinh doanh, tại vì mình đã nghỉ công ty cũ rồi. Nhưng mà từ nhân viên kinh doanh đó và từ cái khó khăn đó, con đã vực dậy và con 2 năm sau là con đã lên được vị trí giám đốc kinh doanh của một tập đoàn nước ngoài của Pháp. Giỏi quá. Wow, quá giỏi luôn. Sau cái sự cố đó là làm đám cưới luôn không hay là bao nhiêu lâu nữa mới cưới? Sau cái sự cố mà con bị chấn thương thì con thấy đây là đúng là cái thời điểm mà nên cầu hôn cưới phụng làm vợ. Đến lúc mà cầu hôn á thì có lãng mạn không, có tình cảm nó ướt át không? Nếu mà đối với người ngoài á thì đó là rất là lãng mạn, nhưng mà đối với con là trong cái hoàn cảnh là ảnh muốn con bất ngờ. Hôm đó là ảnh chỉ nói với con là hôm nay là anh có hẹn với bạn hát ở một cái quán cà phê, thì con lúc đó đi làm về con cũng hơi mệt, mới đầu là con tính là không đi, rồi cái ảnh năn nỉ quá, anh nói đã lỡ hẹn hết rồi, thấy vậy con đi mặc nguyên bộ đồ đi làm, đi luôn vào quán á, bạn của ảnh đang hát, con đang ngồi xem á, thì ảnh nói ảnh đi vệ sinh. Sau đó là ảnh lù lù đi từ phía sau lên, mặc bộ vest đi lên sân khấu, là con thấy trong lòng con cũng hơi hồi hộp rồi. Ảnh cầu hôn và mời con lên sân khấu, mình còn đang mặc bộ đồ đi làm, không hề make up không được, không có tha son luôn, con sượng con đơ hết, nhưng mà vẫn bị ảnh kéo lên trên. Bạn bè và mọi người trong quán đều tán thưởng và kêu là đồng ý đi, yes. Bao lâu thì hai đứa mới đám cưới kể từ cái lúc mà ảnh cầu hôn? Cầu hôn là vào tháng 9 năm 2016. Thì là tháng 11 năm 2016 là hai đứa kết hôn, là tổ chức đám cưới. Cũng 6 năm, gần 7 năm rồi đó. Dạ, tụi con vừa kỷ niệm ngày 6 năm ngày cưới vào tháng 11 rồi. Dạ. Ủa bây giờ là hai đứa là có mấy baby rồi? Dạ, hiện tại tụi con có một bé, 5 tuổi. Sau hôn nhân á, là bắt đầu tụi con thực hiện cái chiến lược mà gọi là nghỉ hưu tuổi 30 như thế nào? Trong thời gian mà đi làm công ty rồi đó thì tụi con cũng có làm những cái nghề tay trái, mở tiệm trà sữa, rồi mở thêm tiệm điện thoại, mở thêm nhà phân phối bánh kẹo, 4-5 lần thì đều thất bại hết. Thất bại cái vốn bỏ ra nó nhiều không con? Dạ, mỗi lần như vậy á, thì tụi con đều cân đối cái nguồn vốn từ cái tiền tích góp đi làm của tụi con. Nó hai đứa tự trang trí tiệm, tự làm mọi thứ để tiết kiệm chi phí khi mà làm không thành công. Nên nó hẳn là dịch tiệm thì nó cũng có lỗ vốn, nhưng mà ít, tụi con sẽ gán cân đối và để sang đồ để không bị lỗ. Cũng nhưng vẫn còn có thể gồng được đúng dạ, không? Dạ, nhưng mà vẫn luôn nung nấu trong đầu là phải có kinh doanh, phải vừa đi làm vừa tìm thêm một ngành nào đó để kinh doanh, vừa có tay mặt tay trái, chứ không thể nào phụ thuộc vào một đồng lương đi làm được. Cho dù có thất bại nhiều đến mức nào cũng phải làm lại từ đầu. Và sau đó là tụi con bén duyên với cái ngành là bất động sản. Chồng con từ nhỏ là đã quyết tâm học và học rất giỏi, ảnh từng đạt học bổng tiến sĩ đi du học bên Đan Mạch luôn. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình là không có khấm khá, sợ là gánh nặng cho ba mẹ, cho nên ảnh quyết tâm là đi làm sớm, tốt nghiệp đi làm sớm chứ không học tiếp nữa. Đi làm là ảnh đã làm những tập đoàn nước ngoài, làm vị trí là trưởng phòng, giám đốc, cho nên lương một tháng cũng khoảng mấy mươi triệu, rồi tụi con tích góp lại để làm vốn kinh doanh. Tụi con hai đứa lên mạng tìm và tự chạy xe máy đi từng con hẻm, nhiều khi là lội bộ đi từng cái ngõ hẻm nhỏ luôn, tại vì thực sự với cái đồng vốn của tụi con là không thể nào mua được những cái nhà lớn ở những cái con hẻm lớn được. Tụi con bắt đầu từ những cái ngôi nhà nhỏ xíu ở trong những cái hẻm nhánh nhỏ. Và sau khi mua những cái nhà nhỏ như vậy thì hai vợ chồng của con là vào tự thiết kế, tự sơn phết. Nhiều khi là ảnh sơn cầu thang, con ngồi sơn cổng rào luôn, hai vợ chồng tự làm luôn. Tức là lấy công làm lời đó, đúng không? Lấy công làm dạ, lời. Ảnh sẽ lo việc mua bán, còn con sẽ lo việc thiết kế, trang trí, phối màu cho ngôi nhà. Quá. Rồi bây giờ tụi con có mấy căn nhà rồi? Nói thiệt đi. Hiện tại thì tụi con đang có một cái căn mặt tiền gồm 5 căn liền kề, sơn màu cầu vồng, gồm 5 màu để sơn tặng cho vợ con, biết vợ thích màu sắc. Ở mặt tiền đường Đề Thám, Cần Thơ. 5 căn mà liền kề là tưởng tượng đi, cái diện tích nó khủng khiếp lắm. Dạ, dạ diện tích cũng vừa vừa thôi, công chúa thôi. Có một cái bề ngang mà đang cho thuê bán là làm dãy chợ và bán ăn uống ở cái đường đó, là phố ẩm thực. Rồi vậy thôi, khỏe luôn, vậy là có tiền đi du lịch dài dài rồi, khỏe luôn. Thôi bây giờ chúng ta đến cái phần kia đi, vạch lá tìm sâu. Hai vợ chồng ở với nhau coi như là cũng 6 năm rồi. Nếu mà tính là quen nhau luôn là 9 năm. 9 năm. Không tính từ cột mốc thôi, về ở chung nhà đó. Đó. Ở chung nhà là 6 năm thì có những cái điểm gì chưa hài lòng ở người ấy không? Đó thì ai là người sẽ khui trước nè? Là con đi. Ảnh là
cho, tại vì là ảnh đã từng làm đến vị trí giám đốc quản lý nhiều nhân viên, cho nên ảnh rất là yêu cầu cao trong công việc, ảnh rất là đúng giờ. Con lại hay điệu đà, lại hay thích soạn đồ màu mè cho cả nhà nữa, cho nên là hơi chậm trễ là sẽ bị ảnh la rất là nhiều, nhiều khi là cãi nhau luôn. Ảnh hay la con đúng dạ, không dạ, đúng là rồi. Cái tật xấu hay la mà xấu, trong cái đó là tự khui mình luôn. Thì đó, cái gì nó có lửa mới có khói chứ, có khói mới có lửa chứ lộn. Cái này coi như quề là tại vì lỗi của con, đúng rồi, tại là mê quá cho nên là bỏ. Có gọn gàng sạch sẽ không, hay là bừa bộn bê bối rồi là về một mình ơn con dọn dẹp hết? À dạ, lúc đầu á thì ảnh cũng hơi bừa bộn. Đồ ảnh mỗi thứ ảnh vứt một nơi. Nhưng mà sau nhiều lần bị con la, con giận dỗi thì ảnh đã sửa được. Ảnh rất là mê xe. Mê xe hơn dạ. Mê vợ không? Nếu mà hơn mê vợ thì mới là tật xấu nha. Dạ. Còn nếu chỉ mê xe thôi á thì chưa phải là tật xấu. Cho tới hiện tại là ảnh đổi xe 3 lần từ lúc tụi con kinh doanh đến giờ. Cứ mỗi năm là ảnh lại đổi xe một lần. Xe hơi hay là xe mô tô? Dạ, xe ô tô ạ. Xe hơi. Mỗi lần mà đổi xe đó là nói cái là có ừ liền luôn hay dạ, là không, ảnh phải làm cái gì đó? Con đâu đồng ý đâu, nhưng mà mỗi lần con không đồng ý như vậy thì ảnh lại bắt đầu chiến thuật là năn nỉ, nói đi xe này mỏi lưng quá rồi xe này anh đau, đem cái cuộc sống ra để khè người ta để dạ, đúng rồi, bị thao túng tâm lý đúng rồi. Xe em đổi chưa? Đúng rồi, 7 năm con chiếc đó. Bây giờ em về em dùng cái phương pháp này em thao túng tâm lý con Liên đi, không có xin nhê gì với người ấy rồi chị nhé. Ai biểu hồi trước lựa chọn rồi sao trước không mỏi lưng, bây giờ mỏi lưng là sao dẹp? Anh đã từng nói với em sao lựa chọn là hạnh phúc. Vợ tôi không có thao túng tâm lý bà được đâu, tâm lý bà vững như bàn thạch. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của vợ con thì mê mua sắm, coi món hàng trên mạng, coi livestream hoặc là shipper thì ngày nào cũng kiếm cũng gọi hết, biết thì quê với hàng xóm luôn, ở đâu mà mua quá trời. Có cái nào mà mình ship về mà mình quên á, mình không có sử dụng luôn? Có những món đồ con để mấy năm mà chưa nhiều có lắm, chưa đụng tới luôn. Dạ. Chị nói em cái này em không cần phải hỏi luôn á. Tất cả những cái người mà mê đặt đồ, mê shop Shopee trên mạng á, nói chung là mê những cái đó là thường là luôn luôn á mua đồ chồng chéo lên nhau và quên mất cái món đồ đó. Trời, cha như vậy mua sắm vậy chắc đi du lịch chắc sắm đồ nhiều không? Hai vợ chồng con vừa hoàn thành chuyến đi châu Âu 4 nước, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Vatican vào tháng 10 năm 2022. Đi bao nhiêu ngày? Dạ là đi trong vòng 15 ngày. 15 ngày. Ồ, tụi con là gia đình sắc màu nên lúc mà đi chơi du lịch thì trong vòng 15 ngày là mỗi ngày là một màu, trong bảng màu là không thiếu màu nào hết. Đem theo 7 cái vali. Tôi muốn đuối luôn vậy đó. Ủa là 3 người thì được 6 cái thôi chứ, 6 cái vali thôi chứ không? Nó còn tính theo ký. À vậy dạ, hả? Ồ. 7 cái vali. 7 cái vali. Ừ. Rồi hai vợ chồng chia ra. Mỗi đứa 4 cái, đứa này 3 cái. Phụng giữ bé 3 cái, con 4 cái. Cục lưng vậy đó mà phải sắp cho. Rồi kéo sao chị? Kéo mình dùng cái kéo. Kéo 2 cái vô trước xong rồi quay ra kéo thêm 2 cái vô sau. Còn thật xấu gì nữa nè? Điệu mất rất nhiều thời gian, như hồi nãy cái thời gian đó nó là nhiều khi là có hẹn rồi nhưng mà nãy có tự thú rồi đó là bị điệu á. Là đợi quá lâu. Là bây giờ nhất, giờ dây thun á. Thực ra là hai bạn này á, là đã quen nhau, yêu nhau là coi như gần 9 năm rồi. Cho dù những tật xấu nó có phát hiện ra từ cái năm đầu yêu nhau thì bây giờ chắc cũng đã là tôi luyện hết rồi. Dạ, đúng rồi. Từ từ thay đổi hết rồi thì mới có thể bền vững vậy được, đúng không? Nhưng mà bây giờ tụi con mong muốn cái điều gì ở nhau để mà hoàn thiện hơn nữa? Giữa dân số 100 triệu dân của Việt Nam mình mà tụi con đã tìm được mảnh ghép còn thiếu của nhau, bao nhiêu khó khăn thử thách mà tụi con đã vượt qua thì thấy là không có gì để làm khó tụi con nữa. Tại vì đã tìm được cái người như là tri kỷ, người bạn, tụi con xem như là bạn của nhau vậy đó. Thế là còn con mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Dạ mong muốn của con là ảnh bớt hung dữ lại. Ủa gì? Hung dữ lắm hả? Hay là vợ bớt hung dữ lại, bớt đổi xe lại. Khoa, con đã nói được cái điều là cô nghe cô thích ghê, tức là biết bao nhiêu người dân ha mà tự dưng hai đứa con tìm được nhau, đúng không? Tìm được nhau và gắn kết với nhau nay cũng gần thập kỷ rồi. Mình đã lựa chọn nhau rồi. Lựa chọn nhau có nghĩa là mình đã lựa chọn cái hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Và cái hạnh phúc nó đang tồn tại trong cái gọi là cái tầm tay của mình rồi thì mình phải giữ. Không gì có thể đánh đổi được cái mình đã chọn lựa. Thường người ta cứ hỏi là hạnh phúc là gì? Đơn giản lắm. Hạnh phúc là lựa chọn. Yêu thương hóa giải những giận dỗi, mâu thuẫn, có nghĩa là mình chỉ cần mình yêu thương nhau thì mình sẽ hóa giải được tất cả mọi thứ. Cảm ơn hai vợ chồng và chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn nữa và thành công hơn nữa với cái công việc mà chúng ta đã lựa chọn nha. Hôm nay em bé có mang theo không? Dạ con. Dạ, dạ, biết bé mặc cái bộ đồ màu vàng trắng dạ, giống hai vợ chồng không? Con dạ, gọi con xuất hiện đi. Con gọi con vào đây đi. Ai ơi. Ôi, xuất hiện một cái là biết con của ba mẹ con liền luôn á. Đây. Đây, rồi một set đồ luôn. Đây, tặng con. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn. Rồi, thôi hai vợ chồng đứng lên với em bé đứng lên cho thấy cho đẹp coi nào. Trời ơi, một gia đình sắc màu.
Rồi. Trời, mai vàng rực rỡ ha. Rồi, đầu năm đầu tháng thấy bạn khè như em rồi đó. Rồi xin cảm ơn gia đình màu. Em tên là Tôn Thị Hương Giang, em 25 tuổi và em là đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm. Em vẫn còn đang đi học. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Tăng Thành Tính. Dạ, hiện em đang là công chức nhà nước, năm nay em 27 tuổi. À chà. Ê, tôi nhắm mắt lại nè, tôi tưởng tôi trên sân khấu giờ có hai cô dâu. Đúng rồi, sao giọng em mỏng manh vậy? À, tại yếu đuối mà vậy. Dạ, chắc là cái lúc mà em gặp Tính á, em có cái cảm giác giống như chị Danh Thuận mới có cảm giác đó không? Dạ, giống chị. Lúc đầu em nhìn anh này là giống BD lắm. Tại em còn đi hỏi lúc thường mà cái anh này có bị BD hay không nữa. Để cho cái gọi là cái nói chuyện đó thoải mái với lại là nó cởi mở hơn á, thì bây giờ em khẳng định một tiếng anh có BD hay không đi. Dạ không, lấy về là biết chắc chắn không phải BD. Tại BD không bao giờ có con nữa. Không, nhiều khi cái chuyện có con hay không có con nó không có đánh giá cũng như quyết định được cái chuyện đó. Đúng rồi, dạ. Mà cái chuyện mà để có thể khẳng định được là có hay không á, nó lại rơi vào khía cạnh khác. Khía cạnh riêng của hai vợ chồng cơ. Cái đó tôi không có nói đâu. Tính bằng ấn tượng ban đầu của em thì anh tin chắc rằng là em sẽ ngất ngay với cái nhan sắc này của cô dâu. Dạ chính xác. Dạ thì ấn tượng ban đầu của em đối với bé Giang á thì là một cô bé nhỏ nhắn xinh xinh. Mà lúc đó là mặc cái áo dài truyền thống rất là đẹp, rất là dễ thương. Ở lúc đó là gặp ở đâu? Dạ lúc đó em đang là cán bộ chứng giấy tờ ở phường thì bé Giang mới vô để chứng giấy tờ. À mà lúc đó là Giang làm gì mà áo dài? Học sinh. Dạ hồi trước là sinh viên của trường đại học du lịch. Ủa trời, sao học hai trường luôn rồi? Để sau khi quen anh này không cho em học bên du lịch nữa, bắt em phải đi vô sư phạm. Dạ đúng rồi, tại học du lịch thì sau này sẽ đi nhiều nơi lắm thì em sợ sẽ không có dẫn được. Ồ, lắm. Giữ được phải không? Dạ. Không có giữ được cô ấy phải không? Cô ấy đẹp quá mà. Như vậy có nghĩa là chị có một cái cảm nhận là khi mà tụi em gặp nhau ở lần đầu á thì nó sẽ có một cái sự rượt đuổi, mà cái phía rượt đuổi là về bên đây phải không? Dạ đúng rồi, em chủ động tấn công trước. Là em sau khi mà em điều tra thì em biết là cái cô này á là sinh hoạt đoàn ở địa phương đó, thì em mới thông qua cái chị bí thư đoàn là em mới nhờ làm mai với cái cô này. Dạ. Rồi là quen nhau là do làm mai. Dạ, lúc đầu á là chị bí thư đoàn á cũng hay dò hỏi ý kiến của em, đó là Tính hiền lắm á, em thấy Tính làm sao. Với em mới trả lời là ôi anh nói BD mà quen gì chị ơi. Cái hả bí thư đoàn nói là muốn biết BD không quen thử thì biết. Cái em bữa đó anh này cũng chơi chiêu lắm, rủ chị bí thư đoàn rủ em đi bơi. Mà lúc mà đi bơi á thì em có ấn tượng với anh này, mà ấn tượng với bạn của anh này. Tại lúc hả anh kia nhìn men hơn, còn anh này hả nhìn hả có body gì đâu mà xương ruột từ trên xuống dưới. Thôi nói nghe nè Tính. Dạ. Tại sao không rủ đi một cái nơi khác, ví dụ như đi chơi game, đi cà phê, đi ăn uống, mà rủ đi bơi, ý đồ gì không? Đi bơi thì mình dễ nói chuyện rồi dễ này nọ đâu kia hơn. À này nọ nọ kia là như này đó. Cái bữa đó có này nọ nọ kia được không? Dạ không được chị. Trời ơi, dễ gì chị ơi. Vừa định rủ ra là đi vô, rủ ra là đi vô liền. Tại nhưng mà anh này lúc đó gian lắm rồi. Em đi chơi đi bơi coi như một lần chung với ảnh gì, em cảm nhận là ảnh là đàn ông chưa? Cái sự mà ngờ vực BD của ảnh thì cũng giảm đi. Còn một lần á là ảnh kêu em là cá cược vào mùa World Cup. Anh nói em là bây giờ á nếu mà hả em mà thắng anh á thì hả anh cho em nguyên tháng lương của anh. Còn nếu mà em thua em phải cho anh á mỗi trận vậy là một cái hùng. Mà lúc đó em cũng nghĩ là anh này chắc không dám đâu, nếu mà em thắng á em xài cho bỏ tức. Mà rốt cuộc thua hết 3 trận liên tiếp. Rồi sao nữa hùng không, có hùng? Dạ có chứ. Lúc đó là bé Giang rồi về. Thì lúc đó em mới nghĩ là không lẽ giờ mình về thì uổng quá cơ hội ngàn năm có một. Cái em mới nói luôn, em nói bây giờ về phải không? Về thì trả nợ đi, không có về. Đó thì lúc đó là đứng dậy hùng hổ lắm, nhìn em đầy thách thức như nè. Lại đây, muốn lấy thì lại đây. Ồ, lúc đó là em nghĩ là chứ không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi không ở đâu? Dạ ba cái hung má. Hung ba phát đúng không? Dạ không, em hung một cái à. Ba cái hung má em gom là thành cái hung môi. Ồ. Em là bữa đó định chích răng đó phải không? Mà không sao không vậy, không tả được, không nghĩ được luôn. Không lấy giờ. Không đồng ý không thử mà. Lại em. Vậy thôi hả? Dạ vậy thôi anh. Còn chỉ có hơn chú vậy thôi. Ở đây thì mình tạm thời là dừng ở đó thôi anh. Rồi lúc đó còn sao, thấy cảm giác làm sao? Lúc đó hả em cũng thấy hơi run run, còn cô không biết em không có nói được cái gì nữa. Cái ảnh mới hỏi em câu đó, em cảm thấy sao? Cái em nói không biết nữa,
thấy cái đầu óc trống rỗng à, không biết nghĩ gì nữa. Thấm rồi em. À, mà về nhà thấm không? Dạ cũng thấm. À. Nhưng mà coi như bữa đó là xác định là như là cái cảm giác của mình là bị lộn rồi đúng không? Dạ. Rồi cho hỏi nè, sau cái hung đó là hai bạn đã bao lâu nữa thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Dạ sau ngày đó là hai tụi em quen nhau luôn. Ờ, nghĩa là sau đó là bạn yêu nhau. Dạ. Trong lúc yêu nhau có cái gì đó nó vui vui kể chia sẻ cho anh chị nghe. Dạ yêu nhau thì cũng cãi nhau nhiều lắm, nhưng mà có trận nảy lửa nhất là lúc mà em phát hiện là ảnh nhắn tin với người yêu cũ. Lúc đó ảnh bị đau đột thừa phải vô phòng cấp cứu mổ á. Lúc đó mình đang lo mình sợ lắm. À, lúc ảnh vô phòng cấp cứu em mới lấy điện thoại ra em cầm dầu dầu cũng coi, ai ngờ phát hiện được cái tin nhắn của ảnh. À, mà tin nhắn mùi mẫn lắm. Dạo này em thế nào? Lâu quá không gặp em, anh nhớ em quá. Em rảnh không mình đi uống cà phê nha. Anh là đang mổ đó. Dạ. Nhưng người ta không trả lời, ảnh còn nhắn thêm câu nó tế hơn trả lời tin nhắn của anh. Giờ lúc đó máu em lên tới não rồi. Sao rồi em xử lý sao? Thôi đi lúc đó mà em đang nóng mà em nói, chẳng lẽ vợ hả? Mà không bệnh cho em vô xong vô phòng cấp cứu em quýnh cho một cái lọt hả cái bàn cao luôn quá. Mà cuối cùng thì sao? Em đi về luôn, bỏ mặt đó luôn. Đấy, thích. Nhưng mà lúc đó là em chủ đích là em bắt cá hai tay luôn hả? À, dạ không, chỉ cái đó là lúc đó là người yêu cũ em là có chồng rồi. À. Thì chỉ là hỏi thăm, đúng rồi, hỏi thăm tình cảm. Hỏi thăm gì mà anh nhớ em quá là sao? Tại vì tình cảm mà chị. Hỏi thì kỷ niệm bạn bè nhớ. Dạ đúng rồi. Mắc cười quá, làm sao có chuyện đó được. Đã thôi rồi còn nhớ nhung người này kia nọ mà đang bệnh thừa sống thiếu chứ. Thường là những nào người ta gần đất xa trời đấy. Người ta hay nói những cái điều thật lòng đó. Rồi kể từ sau bữa đó tới giờ là đã rút kinh nghiệm chưa? Dạ rút kinh nghiệm nên bây giờ tin nhắn là tới là em xóa hết. Xóa thiệt đúng không? Mà giờ vẫn còn nhắn đúng không? Dạ có. Gài em không à. Khi mà lấy nhau về thì em có một cái gì đó nó gọi là vô cùng ngạc nhiên về chồng không? Dạ có, dạ nhiều lắm. Đêm tân hôn mất hồn không? Dạ cũng hết hồn, bạo lực á. Ổng nhìn sau khi cưới á, điều mà hả ổng mà BD chắc không phải là BD. Em giống như ổng làm em giống như là trâu bò. Con gái. Nhiều lúc em cũng nổi điên lắm. Mình hưng phấn quá, mình không có kiềm chế được cảm xúc được. Chồng của em á vậy mà bạo lực ghê ha. Cái giọng nói chắc là do có cái dây thanh đới bị mỏng manh quá thôi. Chứ còn không có cái gì mà biểu hiện đây là một cái người không phải đàn ông hết trơn. Dạ đúng rồi. Còn em tính không? Bây giờ còn vợ em có tật xấu gì? Dạ vợ em hả? Tật xấu thì điển hình nhất là cái càm ràm. Nói nhiều lắm. Có một việc mà nói hoài bực cái mình. Em á thì em chú trọng tới kết quả. Cái công việc đó lúc nào làm cũng được, miễn là nó thành công là được rồi. Mà cứ nói gì làm trước đi, làm sớm đi. 11 giờ khuya mà còn kêu em giặt đồ cho con. Dạ. Có chịu nổi không? Ở mình lúc đó đi làm về mệt hơn chết nữa. Em nói thôi để ngày mai giặt cho đó. Không được là không được, phải làm liền. Theo kiểu gì đó. Phải ra giặt. Dạ đúng rồi, không giặt đâu trong ngủ anh. Nghĩa là cầm ràm suốt vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hậu đậu. À, ví dụ như là cái này là điển hình nhất nè. Là hồi trước là lúc mà em mới dẫn về nhà lần đầu tiên á. Là ăn cơm với nhà em, gia đình em. Thì ăn xong rồi cái rửa chén đó, ba vô dành rửa chén làm tùm lum ta la hết một đống chén luôn. Mình thấy cũng ngon rồi, vậy là đói cho mẹ là ngon rồi. Nhìn lại mới thấy trời ơi, lùm nước trong nhà đi rửa chén trời ơi, nguyên cái nước trong nhà trà bá luôn. Dạ không để ý hả em, hay là tại dạ, vì tại đó là lần đầu tiên rửa? Dạ tạm phải, tại vì á cái bình lâm nước trong nhà với bình nước rửa chén nó y nhau. Cô không biết là em lấy lộn nước trong nhà nữa, ông nói em mới biết là em lại lấy lộn nước trong nhà em đi rửa chén. Lúc đó có mép với mẹ không? À, lúc đó mẹ em phát hiện chị. Dạ. Mẹ phát hiện luôn hả? Rồi mẹ nói sao? Dạ mẹ em rửa lại, không nói gì hết. Dạ mẹ em rửa lại. Lúc đó chắc quê dữ à. Trời ơi, mấy tháng trời em không dám vô nhà ăn cơm luôn. Rồi gì nữa không? À, dạ lúc cưới nhau thì có một cái tật là hay sai giặt á. Là chuyện gì cũng sai chồng. Là nhất là những lúc em đang chơi game là cứ sai. Khuấy sữa cho con, lấy đồ cho con. Cái gì cũng sai mà toàn những cái chuyện giặt vãnh không à. Mà trong đó làm được mà không chịu làm. Quan điểm em là lấy chồng về là phải chồng phải làm cho mình. Là những chuyện đó nếu mà không có chồng thì mình cũng làm. Đây là tư tưởng mà phương Tây nè, đúng không? Tư tưởng phương Tây. Đây nghĩa là vợ chồng là phải cùng làm. Dạ đúng rồi. Nếu mà em nấu ăn á là không phải đứng đó, không làm gì cũng được mà phải đứng đó giờ em làm cũng được. Cái không vụ được mà chơi game đúng không? Dạ đúng rồi. Cái vụ mà chị nói tư tưởng Á Đông, tư tưởng phương Tây đó là em thấy cái vụ mà vợ mà nấu mà bắt thằng chồng đứng nhìn nữa là em không biết phương nào luôn. Đúng không? Nói kìa, hai bạn mong muốn người bạn đời của mình thay đổi điều gì? Dạ riêng em thì em mong muốn vợ em là bớt hậu đậu đi một tí. Rồi bớt xài giặt chồng đi. Rồi bớt có càm ràm đi, nhức đầu lắm. Bớt càm ràm. Bớt hậu đậu xài giặt, bớt càm ràm. Còn em muốn chồng em thay đổi thì sao? Dạ em muốn chồng em thay đổi là hả bớt cái tính vô tư đi.
vợ nói một lần là phải nghe. Anh Vinh đứng hình, anh Vinh là đứng hình luôn, không biết nói sao bây giờ. Vợ nói phải nghe, không được cãi đâu. Thực ra nhìn hai bạn á, có một cái gì đó nó về hình thức thôi, nó không có tương xứng lắm, đúng không? Đúng không? Ừ. Nhưng mà rõ ràng là nãy giờ á, tôi để ý tôi thấy vậy nè, khi chồng nói vợ nhìn chồng rất là ngưỡng mộ. Quên nhìn anh Bin luôn. Thường là các cô dâu hay nhìn anh Bin nè, nhưng mà riêng cô vợ này cứ nhìn ngưỡng mộ, rất là triều mến, triều mến vô cùng luôn, đúng không? Thì có nghĩa là tôi nghĩ rằng á, là không cần phải nói nhiều, tin chắc rằng á, các bạn sẽ sống rất là hạnh phúc. Này là phải gọi bằng con cháu rồi. Khoan, chưa xưng tuổi, chưa nói tuổi. Bây giờ nhìn là biết tuổi nhỏ rồi. Tuổi nhỏ rồi, bây giờ này đố ông Mai, ông đoán, ủa ông quên rồi, ông gì quên rồi. Ông Mụ. Ông Mụ, ông đoán tuổi hai đứa nhỏ này coi nè. Chắc khoảng chừng hai mấy. Khoảng chừng hai mấy luôn. Đúng không? Dạ không ạ. Không chơi đánh khoảng đâu. Thôi giới thiệu đi. Thì thôi giờ con giới thiệu đi. Dạ. Con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi, tính cả tuổi mụ. Thì hai mấy đó là 27 đó. Không, vậy là nó nhỏ quá, nó trẻ. Tức là có cái cặp kia là các bạn kia mới 26 thôi, nhưng mà nhìn bạn cứng cỏi giống như 30 vậy đó. Còn con 27 mà nhìn con như 22 á. Đó. Nghĩa là trẻ hơn. Trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi, Đức Thành là 27 tuổi. Công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Dạ, tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Quận 10 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú. Dạ, gần nhà chú. Cô nói thiệt, con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Dạ. Con có thể rap một bản được không? Con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô bây giờ không cái gì nữa đây này. Nè. Nhìn nó nè, đó nghe. Tum. Đó. Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, wow, hay luôn. Yo. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Thôi con ngồi đi. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xòe xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này nhưng có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đám say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tìm ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm. Mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi, để cho đêm nay hai ta nét gay. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Hay quá, tự nhiên không khí nó náo nhiệt sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ một, số một trong ngày quay đầu tiên đó. Rồi bây giờ tới con này. Dạ, con tên là Hải Yến, năm nay con 19 tuổi. Tại vì nãy mình đoán hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đoán hai mấy bé nó. Dạ, không tới đâu. Sao nè, 19 tuổi là sao nữa nè? Công việc. Con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ thôi? Dạ. Ồ, vậy hả con? Tôi còn tưởng là bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không Yến? Dạ không. Không biết hát không. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng, cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng. Bữa nay mụ hay quá, mụ hay quá đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần. Làm hay như quá là quay trở lại đó, quay trở không lại đây, vợ chồng trước mùa trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại cái nào lượng hơn nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng, xong rồi làm show ở trong Sài Gòn. Thì con lại không biết anh này, không biết nhóm của anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời, làm khách mời, nên là đi theo. Thì... Ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của nhóm này? Dạ anh con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ. Có phải là Hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì chỉ có Hoàng rapper nữa. Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện, tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao?
Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm, tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy, thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi, thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook, xong rồi nhắn tin, xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ dĩ nhiên là ảnh mới nuôi con rồi. Chứ con làm gì đâu. Ủa con có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh con không ấn tượng gì. Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu lôi trôi quá chị. Con già dữ á, con già trâu dữ á. Lúc đó chắc con 18 tuổi hay sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành á. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi trôi, nhìn kiểu nó hơi ké tính một chút xíu á. Xong rồi chứ kiểu... anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi chú mà rap kỳ lắm á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á? Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn, con làm việc vào trong quận 10, con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy con cái ý con muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu người đương các thứ này, thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Thế con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không? Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu nhưng như mọi chuyện con nó cứ biết xảy là ra. Ổng là làm mai con cho cái người em đó không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe rap qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về mà nhờ em của anh chở về, là con kiểu gì kỳ quá. Này bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ. Là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ. Nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap, nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại, nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có mà làm người yêu anh nhé các thứ. Rồi là tiếp vậy. Rồi không thì hỏi là có nhận lời không? Dạ kiểu con cứ lơ lơ đi. Kiểu con nói sang vấn đề khác á. Tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy, nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cứ vậy. Cái đợt mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi, là đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ có đi chung với anh là anh chủ của anh Ngắn. Nghĩa là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ. Là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày gọi là chính thức là hai đứa quen nhau đúng không? Chắc con hay nghĩ là bữa Cần Giờ. Dạ đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức, để là kiểu con cũng lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cục mốc nào hết, nên mà con cái nghĩ bữa là đó cái đi ngày Cần đó Giờ này. Về có nắm tay nắm chân gì không, có cả gì không? Có đi ôm ấp cá tứ chứ. Vậy rồi dính rồi. Vậy là bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày hôm đó là đúng đi. Rồi đó, cho khỉ ăn rồi cả tay chân rồi đúng không? Rồi rồi sau đó là yêu nhau bao lâu, tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới. Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con, cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp rồi đó, như là coi như 8 cặp mà hết, coi như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. Tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi, nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra?
Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không, rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc á. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Con về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo à, thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả, thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính, thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh thì ông anh họ con ở trong làm trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi, thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc thì mới bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Vậy à? Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói qua lại, xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới nữa. Không cho cưới nữa. Bố bực đúng không? Dạ. Bố bực không cưới nữa, không nói chuyện nữa. Rồi sao đấy mà thì bố con cũng bảo cưới thôi, bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa. Nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng phải suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện, thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc, nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ. Rồi con trong thì này về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là, ủa nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ con người Hà Tây ạ. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Vậy thôi là cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam tức là ở miền Tây á thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn. Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020, bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tắt. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ, được hơn 1 tuổi. 14 tuổi rồi. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời. Bị liền luôn ạ. Dạ bị cưới xong phát là bị luôn. Là thì cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được, thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết, cưới xong tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú là em của bố con, chú con làm đông y chữa. Thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong, không thể chữa kiểu đấy được. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố, kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bị phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi thì từ lúc đấy là con cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? Phổi con bây giờ
khỏe lại. Ừ, ừ, con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Như vậy là cái giai đoạn khó khăn đó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc là con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu, có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được đêm á, rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì, thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư, hên nếu mà hên lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi, nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được, xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi mà nó còn quá nhỏ. Không, nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất tháng, là 2 tháng, nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn. Đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình là sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về con chữa bệnh ở nhà nữa, thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn. Nhưng mà con ra ngoài là con đi về, con không ăn, con đi về nhà để động viên Yến, tại vì con biết mới lấy xong mà. Thì ở nhà vợ cũng buồn thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy, xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ bảo con đi về con ăn, xong rồi về nhà ngủ đến sáng hôm sau dậy sớm 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện. Thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng, thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm thôi, quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên. Thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn? Sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng, đúng không? Là vô luôn, vô xong đâu, Sài Gòn. Đâu, đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào? Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? Thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con vẫn thuê? Dạ, bọn con vẫn đang bình thuê. Thường. Dạ. Chuyện thuê nhà là bình thường, tụi con còn quá nhỏ mà. Dạ. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nè. Mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường, cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con. Cái là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, dạ, tự con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Mẹ đang trong hả? Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được 1 tháng thì mẹ con lại đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch quá bận gì? Trời ơi. Dịch quá đâu có thu thiết gì đâu mà bận. Thì dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ lắm. Nha. Con lười lắm. Thôi bây giờ anh làm hết á. Thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi nha. Đó. Để cho cái không khí mình nó sâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó tra màu quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa. Đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát. Thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm tiền. Con, đó. Kiếm tiền. Coi như đã làm có nhiêu đó à? Liệu nhiêu đó. Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần khui tật xấu. Đó. Thôi bây giờ là cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm.
cái thứ nhất là lười, cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Thì cái lười, ví dụ lười cái con đi về con trưa đến con làm đến trưa con mới về, hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy, thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy, thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu bảo để em ngủ, lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà, thì con cũng ngủ theo ý luôn, con cũng không dậy luôn, ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn, cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy, nhưng mà con tính hai con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau, vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy, cáu bẩn á, cáu bẩn á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Phải chơi game không? Nít nó phải chơi game thôi. nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai vào game ấy thì kiểu đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng quên lên quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Quên tốt. Có gì đâu. Xong là coi như có là... ghen không? Vợ có ghen tuông được không? Vợ con chúa ghen luôn. Chỉ phần nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan. Một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con này và con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi, có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like, comment ai hay là nếu biết mà hết. Các bạn xinh xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa. Cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào sâu được. Thì cái hiệu quả của cái sâu đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi sâu xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà. Đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu, nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi sâu nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiều tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền chuyển hết ở tài khoản đấy. Còn tật xấu gì nữa không? Có nhõng nhẽo không? Tốt mà. Tật xấu cũng hay nhõng nhẽo, nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu lắm. Đáng yêu, cái đó đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Gây gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy thế. Cái lúc mà hiền, bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ không? Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết, chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Này nên là kiểu gặp được anh là cưới anh là con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà vậy là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng là chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng nãy chồng có tự thú đó. Tính chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Rồi tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước.
Rồi cửa thì để đó, anh nó về anh nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Có nghĩa là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng, giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nó nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á, nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Dạ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn á, là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. À, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ, đúng không? Rồi còn vợ của con thì lại là quá nhỏ, tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn đó. Thành ra là trong khi đó tụi con lại sống nghĩa là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả, tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á, thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi, gấp ba người ta thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á, là như vậy, có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ, tuổi để được đi chơi ha. Dạ. Nhưng bây giờ vì cái đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Đó thì con nghe lời chồng đi, con nghe bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con đã bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Dạ. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng, con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi, đúng không? Dạ. Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế, lúc đó là bù lại hết. Con hiểu ý cô không? Dạ. Phải cố gắng, chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được, đúng không? Đúng rồi. Chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đúng rồi. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ... Con cố gắng đi, con cố gắng đi, con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Dạ. Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con, chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nứt mắt ra một cái là vừa lãnh hai cái trách nhiệm quá lớn, vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha. Cố gắng đi, chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi. Kiểu mà tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm. Con hiểu không? Chồng con cũng vậy, chứ 27 đâu có phải là lớn đâu con. Dạ. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn, chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được. Tại vì nó không thể nào nó không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Dạ. Vì nó rapper, nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Dạ. Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con. Đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Đồng ý không? Dạ. Nhân cái dịp này thì
không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không, con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà với chồng đi. Chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong là trải qua một cái cơn bệnh như vậy và bây giờ đang phục hồi, và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe vừa phục hồi về tinh thần. Dạ, con... đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp xúc ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa. Sao? Sao hứa trên sóng truyền hình không mấy được. Lời nói bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì anh chồng thì con nhiều hơn. Đúng rồi, hai đứa đứng lên nói chuyện đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, cái gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đứng đi con. Đứng lên, đứng lên. Anh đứng con mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nói thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Cật thật là cật. Nói đi, nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con nói đi. Như là cảm ơn anh để chịu đựng mình nuông chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc.